Tỉnh nào dự kiến mức hỗ trợ 6.150.000 đồng một người một tháng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở? Theo Bộ Công an, đến nay 63/63 công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, xây dựng phương án kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự. Bên cạnh đó là chế độ chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để đảm bảo lực lượng này đi vào hoạt động ngay khi luật có hiệu lực thi hành. Về tình hình lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khi được kiện toàn, theo tổng hợp dự kiến của các địa phương, toàn quốc sẽ có khoảng 82.213 tổ bảo vệ an ninh trật tự, 286.216 thành viên. Mức hỗ trợ đa số là từ 1 triệu đồng trở lên theo định hướng của Bộ tại công văn số 1182 Bộ Công an V05 ngày 4 tháng 4 năm 2024 về việc tổ chức kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trừ tỉnh Bắc Cạn là 900.000 đồng và Hà Giang là 700.000 đồng. Một số tỉnh dự kiến mức hỗ trợ cao như thành phố Hồ Chí Minh 6.150.000 đồng trên một người một tháng, Bình Dương 4.700.000 đồng trên một người một tháng, Hà Nội 2.808.000 đồng trên một người một tháng.